đồng hồ màu đỏ như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có chuẩn bị những cái cây bút màu nước như thế này. Mình có một cái kéo này, một chiếc thước kẻ, một cây bút chì, compa, và không thể thiếu đó chính là keo dán nhé. Keo dán thì mình sử dụng là keo nến nhé. Các bạn cũng có thể sử dụng bằng các loại keo hay là hồ dán có thể dính nước giấy là được nha. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy màu, mình có màu đỏ và màu xanh dương. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu đỏ này. Đối với cái tờ giấy màu đỏ này, bây giờ mình sẽ dùng compa. Và bây giờ các bạn thì mình xoay ra một hình tròn nhé. Hình tròn này mình sẽ để bán kính là 7 cm nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra nhé. Như vậy là mình đã cắt xong cái hình tròn như thế này. Sau khi mà mình đã cắt xong hình tròn rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra 12 cái hình tròn nhỏ màu xanh để làm cái phần mình ghi cái số giờ nhé. Rồi mình sẽ dùng compa và xoay ra 12 cái hình tròn nhé. Bán kính của hình tròn mình sẽ để 1,5 cm. Mình sẽ bắt đầu xoay nha. Một, hai, ba, bốn, năm, cái thứ sáu này. Mình đã xoay được 7 cái ấy. Tiếp nhé. Như vậy là mình đã xoay xong 12 cái rồi. Thì mình sẽ cắt những cái hình tròn mà mình vừa xoay ra nha.
sẽ cắt 12 cái hình ra nhé. Và mình sẽ cắt những hình tròn ra nha. Ok đi. Cái thứ hai nha. Hai cái nhé. Cái tiếp theo nha. Ba này. Cái thứ tư nhé. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu.